nữ đế trùng sinh đi vào tông môn bái sư, đặt vào thiên tiên cảnh giới thái thượng trưởng lão đều không chọn, ngược lại tìm cái không có chút nào tu vi phàm nhân bái sư. Dù sao nho nhỏ tiên nhân, cô ở kiếp trước vung tay lên liền có thể chụp chớt mấy trăm, mà bên cạnh phàm nhân Lục Trường Sinh ngồi đều không có một ai. Đối nữ đế mà nói chính là một cái thanh tịnh tu luyện chỗ, nhưng quen thuộc như mọi khi Lục Trường Sinh trực tiếp biểu thị mình không thu đệ tử. Nói xong anh lại ngay trước mặt mọi người mang theo tân đồ đệ Diệp Thu Bạch tiến vào thảo đường. Nhìn thấy mình thân là nữ đế lại bị một phàm nhân cự tuyệt, Tinh Hồng phẫn nộ tới cực điểm, cũng thề nhất định phải tại đại hội luận võ bên trên hung hăng đánh bại tân đồ đệ Diệp Thu Bạch Lục Trường Sinh. Rất nhanh hắn ngay tại đông môn thi đấu bên trên toàn bộ hành trình nghiền ép thực chiến sử thượng, sau đó ngay trước toàn bộ thư viện đám người mặt hô lớn kiếm đường Tinh Hồng ở đây, thảo đường người ở nơi nào, đi lên đối chiến. Diệp Thu Bạch nghe vậy cũng hiểu rõ ra, trong tay cầm lấy một thanh kiếm gỗ nhảy lên. Tinh Hồng quan sát Diệp Thu Bạch tay cầm kiếm gỗ, có chút không vui, như thế nào sử dụng kiếm gỗ, là xem thường ta sao? Diệp Thu Bạch lạnh nhạt nói, sư tôn nói qua trong lòng có kiếm, một lá một cây vạn vật đều có thể làm kiếm. Kiếm đường trưởng lão ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Trường Sinh, xem ra kiếm đạo của ngươi cảnh giới rất sâu. Lục Trường Sinh gãi đầu một cái, cẩn thận nghĩ nghĩ, ta nói qua câu nói này sao? Trên đài Tinh Hồng nghi vấn, chẳng lẽ trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm sao? Nói đến đây cô đem trong tay huyền bình bảo kiếm thu vào, đồng dạng lấy ra một thanh vũ khí, thiết kiếm bình thường khí tức. Hai người cảnh giới giống nhau đều là kim đan đỉnh phong, nhưng là Tinh Hồng lại phi thường tự phụ. Cô muốn lấy nghiền ép chi tư, không muốn mượn dùng bất luận cái gì ngoại vật đem Diệp Thu Bạch đánh bại, dạng này mới có thể giống Lục Trường Sinh chính nữ. Lúc trước không tuyển chọn cô là cỡ nào sai lầm một lựa chọn. Tinh Hồng trong tay kiếm sắt mang đâm mà ra, kia kiếm sắt đúng là tại thời khắc này bốc lên đạo đạo hỏa diễm. Hỏa diễm bị bỏng đem không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, chém về phía Diệp Thu Bạch. Diệp Thu Bạch thần sắc không chút hoang mang, hai tay nắm lấy kiếm gỗ bên cạnh thi triển, kia trên mộc kiếm đúng là bốc lên từng sợi màu đen khí tức, tràn đầy ma tính, tựa như muốn để chu thiên chìm nổi. Đây là Thiên Ma Cửu Kiếm. Phía dưới có một râu ria nam tử vuốt vuốt râu biểu hai âu, tiểu tử này có ý tứ vậy mà tu cái kia tàn quyển. Một người đàn ông xấu hổ và tốt bụng khác đi tới, rất có quyết đoán. Này Thiên Ma Cửu Kiếm càng đi về phía sau càng khó, huống chi còn là tàn tuyệt. Chung quanh có người thấy được hai người này, không khỏi kinh hô, võ đường Hoắc Khánh Minh, chấn đường Lăng Sách. Hai người bọn họ thế nhưng là bây giờ đường chủ nhân vật đứng đầu a. Hai người đều tại tử phủ, tấn trung kỳ lại có diệt sát tử phủ đỉnh phong thực lực, phía sau kim đan là tử phủ. Lúc này có một nam tử đi tới Hoắc Khánh Minh bên người, cung kính, Hoắc đại ca, người kia ngươi nói chính là Diệp Thu Bạch. Hoắc Khánh Minh sờ lên cái cằm nhìn thoáng qua nam tử, thần sắc không hiểu biểu hiện, Diệp Nham, ngươi xác định để cho ta phế đi hắn? Dù nói thế nào hắn cũng là các ngươi Diệp gia người, là ngươi đường đệ đi? Diệp Nham mắt lộ ra hung ác, hung ác tiếng nói, hắn nhất định phải bị phế đi. Hoắc Khánh Minh thở dài một hơi, năm đó thành các ngươi Diệp gia cùng một chỗ, bây giờ liền còn cho các ngươi Diệp gia. Diệp Nham nhìn chằm chằm phía trên Diệp Thu Bạch, cười lạnh nói, mặc dù rất muốn tự tay giải quyết ngươi, bất quá để cho an toàn, vẫn là để Hoắc Khánh Minh tới làm đối thủ của ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh a. Lại nói trên đài cao, Diệp Thu Bạch kiếm gỗ đã sinh trưởng lửa ở phía trên, ngọn lửa kia kiếm mang cũng không có đem kiếm gỗ đốt diệt, ngược lại bắt đầu kịch liệt chấn động, tựa hồ tản ra Thiên Ma Cửu Kiếm ý tứ. Tại đối diện Tinh Hồng giật mình, thiết kiếm trong tay bắt đầu điên cuồng run rẩy dữ dội. Nguyên nhân là hào quang quỷ dị mà Diệp Kỳ Bạch lúc này toát ra, xem ra muốn chấn áp vương gia. Đây cũng là nơi Thiên Ma Cửu Kiếm có thể sợ hãi. Tinh Hồng lập tức ổn định tâm thần, cắn răng một cái, trong tay kiếm sắt lại lần nữa thi triển. Hỏa diễm trên thiết kiếm đột nhiên đại thịnh, toàn bộ đài cao tựa hồ cũng bắt đầu bị thiêu đốt. Kiếm đường trưởng lão tại kia phương lời bình đạo, Tinh Hồng một hỏa diễm kiếm khí là gia tộc công pháp độc hữu, có thể đốt cháy vạn vật cực kỳ bá đạo. Cũng không biết Diệp Thu Bạch Thiên Ma Cửu Kiếm tu luyện tới trình độ gì, có thể sử dụng mấy kiếm. Nói xong nhìn về phía Lục Trường Sinh, hiển nhiên là muốn hỏi thăm. Lục Trường Sinh từ từ nhắm hai mắt, nằm ở cạnh trên ghế tùy ý đùa giỡn, mới bắt đầu luyện hai ngày đi, kia chỉ sợ không phải Tinh Hồng hỏa diễm kiếm khí đối thủ. Phải biết kiếm đường trưởng lão cũng là luyện qua Thiên Ma Cửu Kiếm, trọn vẹn một tháng thời gian mới mò thấy thức thứ nhất, bỏ ra mấy năm thời gian bế quan mới chạm đến cảnh cửa thức thứ ba. Diệp Thu Bạch nhìn thấy hỏa mang đại thành kiếm khí, ánh mắt nheo lại, thức thứ hai theo hắn chậm rãi đọc lên ba chữ này, đột nhiên một cỗ để cho người ta chìm nổi hơi thở từ Diệp Thu Bạch trong thân thể tản ra, ma khí đại thành. Tinh Hồng sắc mặt đại biến, phảng phất hiện tại trước mắt đối mặt không phải Diệp Thu Bạch,
là một tên đỉnh thiên đại ma diệt thế thiên địch thức thứ hai. Kiếm Đường trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, lúc này mới 2 ngày thời gian à, sao có thể. Tinh Hồng cắn răng, hắn biết mình khả năng hiện giờ căn bản không phải Diệp Thu Bạch đối thủ. Nghĩ đến cái này, Tinh Hồng cắn nát ngón tay, từng giọt tinh huyết từ đó chảy ra, đồng thời đem kiếm sắt thu hồi, xuất ra chuôi này huyền giai bảo kiếm, lập tức bỗng nhiên bôi ở bảo kiếm thân kiếm, lương theo vết máu bôi trên kiếm. Tinh Hồng sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bất quá kia ngự giá ngưng lúc hỏa diễm kiếm khí, lại đem kia mặt tái nhợt ấn huyết hồng một kiếm thi triển. Cùng Diệp Thu Bạch bên trong kiếm gỗ tản ra hắc ám ma khí, ầm vang va chạm không né tránh, chỉ là tiếp xúc một cái chớp mắt, Tinh Hồng liền một ngụm tinh huyết phun ra, kia từng đạo hỏa diễm tóe lên. Tại cái này hắc ám ma khí trước mặt, đúng là trực tiếp bại chớt Tinh Hồng. Cũng tại thời khắc này bị đánh bay ra té ngã trên đất, Liên Liên trong tay nằm kiếm đều đang không ngừng run rẩy. Diệp Thu Bạch thu kiếm thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào ngoài ý muốn đã nhường. Nữ đế Tinh Hồng là thư viện mọi người đều biết thiên tài, xuất thân từ thiên tài tam đại mật tộc một trong hỏa tinh tộc, mà mật tộc thần bí trình độ cực cao. Tại toàn bộ Nam Vực cũng không ai có thể cùng mật tộc chân thực chống cự, bởi vì lúc trước cùng mật tộc có thù người đều đã bị huyết tẩy không còn một mống. Viện trưởng Lý Hạ khó coi hướng Lục Trường Sinh biểu hiện, làm sao đồ đệ đánh thắng ngươi liền không vui một chút? Lục Trường Sinh biểu thị vì sao phải vui vẻ, nói xong đầu gối ở trên hai tay, trong mồm ngậm một cây cà nhỏ. Ha ha, tiểu tử ngươi chính là thích trang bức nha, kỳ thật trong lòng thật vui vẻ đi, nhìn thấy mình thu nhận đệ tử như thế không chịu thua kém. Trang bức cái gì? Lục Trường Sinh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Anh còn ước gì Diệp Thu ngu sao mà không muốn như thế làm náo động. Đến lúc đó Thảo Đường môn đình nếu là đều nghĩ đến bái sư, anh làm như thế nào dạy? Không được về sau đến làm cho Thu Bạch kia tiểu tử khiêm tốn một chút. Phía dưới thư viện các đệ tử giờ phút này đều mặt lộ vẻ kim sắc. Đối mặt Tinh Hồng loại này mật tộc thiên kiêu, đều có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy, hắn thực lực chân thật đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Diệp Nham nhìn xem một màn này, sắc mặt tái xanh, không chỉ nắm chặt một kiếm kia, liền xem như hắn có thể ngăn cản, cũng quả quyết không cách nào toàn thân trở ra. Phải biết Diệp Nham thế nhưng là tử phủ cảnh A, trong đó thế nhưng là kém một cái đại cảnh giới. Đáp án đã hiển lộ tại cái kia kinh sợ trên khuôn mặt. Diệp Thu Bạch hắn thật đã trở về. Hoắc đại ca hiện tại có thể xuất thủ. Diệp Nham nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên hai tay ôm ngực Hoắc Khánh Minh. Hoắc Khánh Minh sắc mặt không vui, chẳng qua hiện nay cũng nhẹ gật đầu. Thảo Đường người bây giờ quả thật có chút cuồng vọng. Nói xong bước chân hung hăng đạp lên mặt đất, kia hở ra cơ bắp trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người, nặng nề mà rơi vào Diệp Thu Bạch trước mặt. Kia là võ đường Hoắc Khánh Minh tử phủ trung kỳ. Xem ra Diệp Thu Bạch thắng liên tiếp con đường dừng ở đây đi. Vì cái gì Hoắc sư huynh lại đi lên? Hoắc sư huynh bây giờ tuy là tử phủ trung kỳ, nhưng lại là có thể chém giết tử phủ cường giả đỉnh phong. Hắn đi lên làm cái gì? Cách đó không xa võ đường trưởng lão khẽ nhíu mày. Đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Hoắc Khánh Minh nhìn về phía Diệp Thu Bạch. Ta vốn không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, bất quá thiếu người khác một cái nhân tình, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Diệp Thu Bạch hơi sững sờ, có người muốn hại mình ai? Hoắc Khánh Minh lắc đầu. Cái này phải đợi ngươi đánh thắng ta mới có thể nói cho ngươi. Nếu như ngươi thua, ngươi coi như biết cũng không có cái gì ý nghĩa. Dù sao Diệp Nham yêu cầu là phế đi Diệp Thu Bạch, phế đi cũng không có năng lực đi báo thù. Diệp Thu Bạch nói xong cũng không nói thêm gì nữa. Trong tay kiếm gỗ nhẹ nhàng bốc lên buộc chân đạp mạnh, mang theo kinh người kiếm khí phóng tới Hoắc Khánh Minh. Hoắc Khánh Minh đứng tại chỗ không hề động, hai tay bỗng nhiên đẩy ra một chiêu này giấu giếm cực hạn sát cơ. Một cỗ cuồng bạo thanh âm hướng phía Diệp Thu Bạch càn quét mà đi. Diệp Thu Bạch sao mà dám khinh thị đối phương, dù sao cũng là có thể chém giết tử phủ đỉnh phong nhân vật. Trên mộc kiếm lập tức có hắc ám ma khí bắt đầu sôi trào, một cỗ để vạn vật chìm nổi khí tức bộc phát ra, hướng phía chung quanh điên cuồng khuếch tán. Đây chính là thiên ma cửu kiếm, quả nhiên không tầm thường. Liền xem như hắn cũng cảm giác được từng sợi hơi ép. Kiếm thủ số một bên trong kiếm gỗ bỗng nhiên thi triển, kiếm khí màu đen cùng kia một cỗ cốt khí ép đụng vào nhau, một kích liền phân ra. Kia khí áp tiêu tán, đồng thời Diệp Thu Bạch cũng ôm lui mà đi. Không tệ, tại ta một quyền phía dưới còn có thể bảo trụ kiếm gỗ không bị phá hư. Hoắc Khánh Minh nhìn xem kia hoàn hảo như lúc ban đầu kiếm gỗ, không kinh tâm bên trong uy thả. Hắn tự hỏi lúc ấy tại Kim Đan đỉnh phong cũng vô pháp làm được loại trình độ này. Lần này liền liền cái khác trên đài cao người cũng nhìn về phía bên này, vậy mà có thể tiếp đón được Hoắc Khánh Minh một quyền. Tiểu tử này không tệ nha. Trái lại Diệp Thu Bạch cũng không có dừng lại nguyên địa quá lâu, bước chân đạp mạnh lại lần nữa bắn ra. Thức thứ hai một kiếm này ma khí càng bắn một cách bùng nổ, không sai biệt nắm hương bờ vai Hoắc Khánh Minh sinh cơ.
nhưng Hoắc Khánh Minh thân thể tưởng như bị cắt đứt lại, cứng rắn vô cùng không thể phá diệt. Bất quá một kiếm này vung ra, Hoắc Khánh Minh lại trực tiếp lui 5 bước. Kiếm thứ hai uy lực so với kiếm thứ nhất lớn không biết bao nhiêu lần. Cái này nếu là thức thứ ba, liền xem như ta sợ rằng cũng phải cẩn thận đối phó. Bất quá ngươi hẳn là chỉ ngộ ra được thức thứ hai đi. Thời gian ngắn như vậy có thể ngộ ra được thức hai đã là ngút trời biết thái. Nói xong, Hoắc Khánh Minh thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng lên. Làn da đúng là tại thời khắc này biến thành tân sắt chi sắc. Một cỗ cực kỳ áp bách khí tức bắt đầu phát ra. Đúng là để dưới đài đệ tử cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Hoắc sư huynh nhục thân trải qua vô số rèn luyện, bây giờ bằng vào nhục thân liền đã so với tử phủ cường giả đỉnh phong. Nếu như không có thủ đoạn khác, kia Diệp Thu Bạch cũng liền dừng bước nơi này. Diệp Nham nhìn xem một màn này nhếch miệng cười. Chính là như vậy đem Diệp Thu Bạch trực tiếp nghiền nát. Dạng này Diệp gia liền không có người cùng ta tranh giành. Một bên khác, Diệp Thu Bạch tay cầm kiếm gỗ, cũng không có bởi vì đối phương thực lực mà cảm thấy kinh ngạc. Khuôn mặt bình tĩnh phẳng lặng như nước. Hoắc Khánh Minh quan sát thấy anh không sợ hãi, sắc mặt cũng rất đến bây giờ còn đang giả bộ sao tại cha. Thân thể như là một tòa núi nhỏ, hướng phía Diệp Thu Bạch chạy như điên. Diệp Thu Bạch không có chút rung động nào. Một cỗ ma khí lại bắt đầu truyền nhiễm tại trên mộc kiếm, khiến cho kiếm gỗ tại thời khắc này trở nên đen nhánh. Kiếm Đường trưởng lão tại thời khắc này bỗng nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Hoắc Khánh Minh cũng là sững sờ, kia từng sợi giống như cô đặc ma khí, cho hắn một loại uy hiếp cực lớn, tinh thần bắt đầu ngưng trọng, liên liên tốc độ đều chậm lại. Ngay sau đó một cỗ ngập trời ma khí phóng lên tận trời. Chung quanh trên đài cao người đều là sắc mặt một giống nhau, không tự chủ vận dụng công pháp đem kia ma khí ngăn cản bên ngoài. Mà phía dưới đệ tử lại không phải vận khí tốt như vậy. Cách đài cao gần nhất lại tu vi không đủ người, thậm chí trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Thức thứ ba Diệp Thu Bạch trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Khí tức quỷ dị bay lên trời bắt đầu hội tụ trên thân kiếm. Ngay lập tức thanh kiếm gỗ bình thường lúc này cũng biến thành quỷ kiếm kinh thiên động địa. Sau đó một đạo kiếm khí màu đen khổng lồ cắt qua không gian, chém về phía Hoắc Khánh Minh.